chào mừng quý vị khán giả. Sau chuỗi ngày mưa nhiều, ngày hôm nay thì Bắc Bộ giảm mưa, trưa chiều thì nắng sẽ xuất hiện. Tranh thủ chuỗi ngày có nắng thì quý vị hãy phơi phóng quần áo của chúng ta lên để giúp đồ của quý vị được thơm tho và khô thoáng hơn nhé. Xin chúc quý vị khán giả có một ngày mới tràn đầy năng lượng và hiệu quả.